Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi. Một ngày đi chơi ngoại ô, chủ nhật, nhà bạn Lan đi tham quan vườn cây ăn quả ở ngoại ô. Ở đó có thể hái và ăn hoa quả ngay tại vườn. Lan rất háo hức. Cô bé dậy từ rất sớm, đợi mẹ thay quần áo, đánh răng rửa mặt cho mình. 10 giờ sáng, cả nhà đã đến nơi. Hai mẹ con bạn Lan mỗi người cầm một chiếc giỏ đi vào vườn dâu tây, vui vẻ hái những quả dâu tây chín mọng. Đang hái dâu, bỗng Lan nhìn thấy một nhóm bạn nhỏ tầm tuổi mình. Thế là cô bé đặt giỏ xuống, chạy ra chơi cùng các bạn. Khi đến gần, Lan phát hiện ra mỗi bạn đều mang theo một chiếc giỏ lớn. Cậu đang làm gì thế? Lan hiếu kỳ hỏi. Một bạn ngẩng đầu lên và đáp: chúng mình đang bón phân cho cây, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Nói xong, người bạn đó cho tay vào trong giỏ, bốc một đám hạt phân bón, rắc vào đất. Lúc này, Lan mới biết ở trong giỏ là những hạt phân bón. Nhưng bố mẹ cứ đi làm là có tiền mà, cần gì chúng mình phải tự kiếm tiền nữa? Lan cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi lại các bạn. Bố mẹ kiếm tiền nuôi chúng mình là điều đương nhiên. Nhưng bố mẹ đi làm cũng vất vả lắm chứ. Chúng mình rất thương bố mẹ. Đúng rồi, bố mẹ không phải là bảo mẫu mà cái gì cũng phải làm cho mình. Mình muốn bố mẹ thảnh thơi hơn một chút. Một vài bạn nhỏ cũng trả lời. Thấy các bạn còn nhỏ đã biết thương bố mẹ, nhớ đến việc sáng nay mình còn bắt mẹ đánh răng, rửa mặt, thay quần áo cho, Lan bỗng cảm thấy xấu hổ. Cô bé chạy lại ôm chầm lấy mẹ, thầm thì nói: mẹ ơi, từ nay về sau con sẽ giúp mẹ làm việc, không bắt mẹ việc gì cũng phải làm cho con nữa. Bài học trưởng thành: bố mẹ vất vả nuôi nấng chúng mình cần giúp đỡ bố mẹ là điều đương nhiên.